Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Vô à. Cá nè. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV. Và kế bên mình đó chính là Sammy Đào. Ok, và ngày hôm nay, như bạn đã đọc tiêu đề thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì rồi, đúng không? Đúng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ reaction Minecraft ngoài đời thực và kinh dị. Ê, ghê quá à. Nghe thôi thấy sợ đó nha. Nếu như bạn không biết Minecraft ngoài đời thực kinh dị như thế nào thì đây ví dụ như bạn đây. Bạn thấy ở đây là trên tay của mình là một con creeper ở trong Minecraft, nhìn rất là dễ thương luôn. Còn ở đây chính là một con creeper phiên bản ngoài đời thực và kinh dị đó, bạn thấy không? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi liệu rằng là con heo, con bò, con gà, con chuột, con dâu zombie hay là con creeper ở trong Minecraft mà ở ngoài đời thực phiên bản kinh dị thì nhìn nó sẽ như thế nào nha bạn nha. Đó, ok. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con vật đầu tiên trong Minecraft. Đó chính là con cún nha các bạn nha. Tôi đáng lẽ tôi sẽ gọi là con chó, nhưng mà nghe con chó nó nặng nề, tôi sẽ gọi là con cún đi, nghe cho nó dễ thương đó. Con cún trong Minecraft. Bây giờ Sam đón cái con cún trong Minecraft mà phiên bản kinh dị ngoài đời thực thì sẽ giống con gì? Tôi chắc chắn với ông con này nha, mà qua phiên bản kinh dị nha, nó sẽ siêu to khổng lồ, sau đó nó có hàng răng, trời ơi, kinh dị, sắc nhọn, cắn người luôn á. Chắc chắn luôn. Rồi, để xem cái con cún ở trong Minecraft là nhìn ở ngoài đời thực là nó sẽ kinh dị thế nào nè. Là nó kinh dị chứ? Ủa là nó kinh dị? Ủa nó là con chó hay nó là con nhện vậy? Ủa con này con gì á chứ? Ủa? Con chó rồi. Ủa cái này là tôi thấy nó là con nhện đó chứ không phải là con chó sao ơi. Trời. Ê vô lộn không? Những video kinh hài hước nhất Minecraft giờ có lộn không? Tôi đáng lẽ tôi nhớ là tôi đang xem video là Minecraft kinh dị mà ta sẽ tiến giờ nó chuyển là Minecraft hài luôn rồi. Ủa cái này con nhện mà phải con chó đâu ta? Ok thôi để mình coi coi. Chắc là cái con đầu tiên thì nó ít sợ á, mấy cái con sâu á nó mới sợ hiểu không? Nó nhẹ thôi mà. Nó nhẹ. Sâu, sợ. Nó từ từ đáng sợ lên. Ủa, đó con nhện nè, hồi nãy con kia phải là con nhện mới đúng. Ok, bây giờ để coi con nhện sao nè. Con nhện thì nó sẽ như thế nào đây. Hey. Oh my god. Mấy bạn có nhìn thấy không? Mấy bạn, chắc mấy bạn hơi khó thấy xíu, nhưng mà con nhện nó đang bu ở trên cái cây cột điện trên đây nè bạn. Đó. Ôi cái con này, Sam thấy nó đáng sợ không? Sam chấm mấy điểm? Tôi nói thật con này 100 điểm luôn á. 100 điểm hả? Ông nghĩ sao bây giờ gặp con này ngoài đời đi ông chạy không? Tôi chạy không, luôn á. Nếu như mà gặp nó ngoài đời thì chắc chắn là phải sợ rồi đúng không các bạn? Nhưng mà nếu như nhìn nó trên hình như thế này á thì mình sẽ thấy là nó cũng không đáng sợ cho lắm. Bởi vậy cho nên mình nghĩ rằng con này mình sẽ chấm cho nó được 4 điểm thôi bạn ơi, nó chưa đáng sợ lắm. Ok rồi, coi con tiếp theo là con gì đây? Tôi đang không chờ. Ui con thỏ. Cài rôn. Con thỏ này tôi đoán là nó sẽ đáng sợ 10 điểm luôn. Ủa sao vậy? Thỏ có gì đó kinh dị ta, thỏ nó dị thương mà. Bà cứ coi đi, mấy con dễ thương vậy bình thường ngoài đời là nhìn nó ghê lắm, để coi thử nè. Sao tôi nhìn giống cây ron đen mặt đồ đồ. Ủa vậy là đáng sợ chứ ta. Ủa mình đang xem video hài hay là đang xem video đáng sợ vậy? Cái sao cái này là thỏ chưa? Cái này là thỏ chưa? Tôi siêu biết, thỏ vậy. Tôi không biết con này là con gì á bạn ơi. Tôi nhìn nó không có đáng sợ. Ủa mình hình như mình coi nhầm video hồi sao? Chắc là những cái con sâu nó đáng sợ. Ok rồi, đi tôi thấy sợ quá. Tôi bắt đầu sợ sợ rồi đó. Ồ con này con gì đó? Phantom gì đó. Nếu con này là trong Minecraft trong Minecraft tôi không nhớ tên. Sorry mấy bạn nha. Ok để coi ngoài đời thật nó nha đây. Đây nó đây nè bạn. Ui nhìn nó giống như là một con bướm bướm vậy á. Nhưng mà khoan từ, sao mới để ý không? Tôi thấy con này nó không đáng sợ đâu, tôi thấy con bên này nó mới đáng sợ nè. Cái con này nó mới đáng sợ nè các bạn. Chứ cái con bướm bướm ở giữa là mình thấy nó không đáng sợ đâu. Con này cũng sợ biết sao, nó bự bằng cái cây cũng thấy không? Nói chung mà tôi chấm cho con này chắc là tôi chấm được 2 điểm hay sao, chấm mấy điểm? Tôi thấy nó được 7 điểm mà ta, nó bự mà. Tôi thấy nó. Rồi xong rớt mắt kính rồi trời. Nghiệp. Mình là mình chấm cho cái con này là 2 điểm nha các bạn. Nhưng mà cái con này là mình, cái con này con gì? Con hu hả? Con hu này mình chấm cho nó 7 điểm nha. Con hu này mới đáng sợ nè. Phong ơi, cái bức ảnh này có một điều cực kỳ đặc biệt á. Biết là sao gì? Được chụp vào lúc 2:55 sáng.
2:55. Ui bây giờ mình là mấy giờ rồi? Bây giờ mình là 1:20. 1:30. 1:30 à. Ui. Sáng nha. Ui, vậy là bọn mình cũng gần đến bằng cái giờ trong cái bức ảnh này đó. Ok rồi, tiếp nè, để xem coi. Hiểu à. Rồi con tiếp theo là con gì đây? Ui, người sắt. Sắt hả? Ồ. Ngoài đời chắc cũng ngầu chứ có gì đâu, người sắt ngầu mà. Không biết nữa, để mình xem thử người sắt phiên bản kinh dị. Phiên bản kinh dị. Nó thành người ve chai luôn rồi. Nó từ một con người sắt nó trở thành con người ve chai mấy bạn ơi. Mấy bạn nhìn nè, ở trên đầu của nó là cái thùng xốp nè, cái áo của nó là cái bọc ni lông nè, còn đây là hai cái chai nè. Đó. Nó thành con người ve chai luôn rồi chứ không phải là con người sắt nữa. Chuyện kiếp hay quá ta. Ủa vậy là mình đang coi video kinh dị cho ta. Tôi chưa thở gì trơn luôn á, lộn rồi. Chắc là kinh dị đó. Ok mình xem tiếp nè. Ok để xem tiếp coi nó kinh dị chỗ nào nè. Rồi tiếp theo là con gì đây? Ồ, quỷ lửa. Con quỷ lửa. Ok, quỷ lửa ngoài đời thật nó sẽ như thế nào nè. Ủa? Đây là người phát sáng mà. Đây là người phát sáng mà. Nó phải quỷ lửa ta. Cũng không kinh dị lắm. Ok rồi mình xem tiếp đi. Nói chung là cũng bình thường. Ok rồi tiếp theo con gì đây? Ui, gấu trúc. Gấu trúc là một cái loài rất là dễ thương. Nhưng mà bình thường mà cái gì càng dễ thương ở trong game nó sẽ càng kinh dị. Ok để coi nó như thế nào nha bạn. Vô à. Sao ơi, tôi nghe quá. Tôi cười chết quá. Ồ, kinh dị quá bạn ơi. Mình phải diễn lại hài quá. Sợ quá. Chị mắc chị. Hồi nãy là Kairon mặc bộ đồ con thỏ, giờ Kairon lại chuyển qua Kairon cosplay con cấu trúc là sao vậy Kai? Ủa? Cây giấu mình đi chụp ảnh lén nè, không nó nói mình trước nè. Nhưng mà tôi nhìn giống Kairon. Ủa sao ai không nói giống Kairon vậy? Mấy bạn nhìn, mấy bạn thấy không? Nhìn y hệt Kairon luôn. Đây là hình Kairon nè đó. Đúng rồi. Rồi tiếp. Gặp cái ông nội này ngoài đường chắc tôi cũng sợ lắm luôn á. Tôi buồn cười luôn á phải không? Thôi con này tôi không biết chấm bao nhiêu điểm hết rồi. Ui con cá. Cá con. Con cá thì có gì đáng sợ ta? Ủa? Cá hả? Cá ăn thịt. Cá ăn thịt hả? Không, tôi nghĩ anh không đáng sợ đâu, để mình xem thử nha. Ôi con cá nè. Con cá ơi. Ủa là nó đáng sợ. À nó đáng sợ ở chỗ là nó ăn thịt con mèo bạn ơi. Ồ. Nó đang ăn thịt bé cam mình. Nó đang ăn thịt bé cam mấy bạn ơi. Ôi rồi tôi biết rồi. Nó đáng sợ ở chỗ là nó đang ăn thịt một con mèo. Cam ơi con làm sợ gì quá. Sợ quá. Ui cam làm gì biển cá ăn thịt kìa bạn. Thì người ta hay nói là người ta con mèo nó hay ăn con cá đúng không? Đó, giờ là tới lượt con cá nó ăn con mèo. Ok, rồi tiếp. À, xem con tiếp theo. Ủa là kinh dị cho ta. Ủa phù thủy. Phù thủy là một nhân vật rất là ác. Cho nên chắc chắn là ngoài đời sẽ rất là kinh dị. Ok, coi thử nè, phù thủy sao nè. Từ nãy giờ tôi mới thấy có mỗi cái tấm này là đáng sợ thôi nè. Nhìn nó ma mị vậy bạn. Nhìn nó ma mị á, nhìn cũng hơi phù thủy thiệt á. Sao cái phố này nhiều người phù thủy vậy? Phù thủy có người mới sợ đây, có chục người luôn vậy. Trời ơi. Nhiều phù thủy thế này mới đáng sợ chứ. Ok rồi, tiếp nè. Rồi tiếp theo là con gát. Gát này ghê nha. Con gát để mình xem coi. Chất lượng vậy. Trời ơi, ý là như nó đang mở cửa đúng không? Nhìn cái con này thì bản thân mình thì từ nãy giờ mình thấy bức này có vẻ là đáng sợ nhất nè. Tại cái con này á, nhìn mấy bạn tưởng tượng đi, là mấy bạn đang ngủ ở trong phòng ngủ á, tự nhiên cái cửa mở ra, sao con này thò đầu vô. Oh my god luôn. Thôi tối nay chắc con này nó ghé phòng sao. Rồi nhưng mà tôi vẫn không thấy nó giống cái con gát cho lắm. Tôi thấy nó con gát là phải biết bay chứ đúng không? Còn con này nó bò, con này nó vẫn sợ nha. Đáng lẽ con này, đáng lẽ con này là phải xếp vô con nhện mới đúng. Phải con nhện mới đúng. Ok. Vẫn kinh dị các bạn. Rồi. Tiếp. Con tiếp theo sẽ là con này là cái con gì ở trong Minecraft nó mới ra, tôi quên mất. Lâu rồi. Sao cái gì tôi cũng quên hết vậy ta. Ok. Nó là tiền nhưng mà sao mà tôi thấy cái hình này tôi thấy nó dễ thương lắm mà. Đúng rồi. Tôi thấy cái hình này nó dễ thương lắm mà bạn. Mà sao. Ê đúng rồi, kinh dị đó. Là kinh dị hả? Là kinh dị chưa? Rồi. Kinh dị rồi à. Kinh dị rồi. Trời ơi. Thấy dị đó. Tôi từ nãy giờ tôi đau đầu quá. À zombie. Zombie ok. Phải sợ nha. Zombie ngoài đời thật. Cái này sợ thiệt. Sao Cái này sợ thiệt. Tưởng tượng mà
Thôi thôi, chắc không tưởng tượng đâu, nhìn Sammy có vẻ hơi sợ thiệt rồi. Ghê quá. Rồi. Tiếp theo nè, coi tiếp theo nè. Bà xạo bà, bà xạo bà. Ghê quá. Tôi không sợ bà thôi, chứ mà mày đặt bà sợ tôi đó. Gì? Không sợ tôi làm gì mà không sợ tôi hả? Đó đó, mày thấy không? Đó mày thấy không? Đó giờ kêu không sợ. Ok, rồi thôi mệt quá. Tôi coi nè, con tiếp theo là con heo rừng nè. Ok, con heo ở dưới địa ngục. Ủa là con heo là cái con ở trên đây hay là cái con nằm ở dưới đây? À, cái con nằm ở dưới đây. Ủa là con heo được con nào cưỡi á? Tôi không nhìn ra luôn á bạn. Con heo rừng. Thôi chúng ta coi qua con khác đi, con này nhìn nó không có được thú vị. Con, ui, con mực gì đâu sợ ta? Con mực không quay đây thật. Hai ba con mực. Hai ba con mực. Anh yêu em cực. Dạ. Dạ, ủa tôi đang xem video đáng sợ mà ta. Giờ nha, tôi nói Sam nghe nè, bây giờ tôi ở trong phòng nha, tôi nhìn xuống dưới cửa sổ mà tôi thấy thằng nào đang mặc bộ đồ này á, tôi xách chổi xuống tôi dí liền á. Thiệt. Tại vì điên. Tại tôi nhìn nó đâu, nó không hề đáng sợ tí nào mà nhìn muốn đánh nó luôn á. Không hề đáng sợ tí nào luôn á. Trời ơi trời. Ok rồi, con tiếp theo. Con dê. Con dê. Đúng là con dê rồi đó, nhưng mà nó không được đáng sợ lắm. Nó lạ lắm. Nó lạ lắm mấy bạn ạ. À, chắc cái này là level 1 đó. Bây giờ chúng ta sẽ lên một cái level khác là level 2 đi. Chúng ta coi coi những con vật nó đáng sợ hơn chỗ nào nữa nha. Tôi chưa thấy kinh dị. Chứ từ nãy tôi chưa thấy kinh dị chỗ nào á. Ok thôi mình coi cái con khác hay sao ha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đến với con mới nè. Con này là con gấu tuyết. Ui, linh vật của mèo Simmy các bạn ạ. Rồi. Để xem coi ở ngoài đời thật nó đáng sợ chỗ nào. Kairon là thấy sợ lắm rồi đó. Để coi Simmy sợ hơn không? Ok, Kairon là con thỏ hồi nãy là mình thấy cũng hơi đáng sợ đó. Để coi coi Sim sao nè. Ok, Simmy thì sẽ là sao đây? Oh my god. Ủa sao con nhìn... này nó cười vậy? Nhìn nó cũng Ê, nó ôm con chó kìa. Ờ, nó ôm con chó. Ơi, Simmy với bé Mưa. Ủa nhưng mà bé Mưa đen vậy? Bé Mưa này hơi đen. Bé Mưa này hơi đen. Nhưng mà thôi nói chung là nhìn cũng cũng khá đáng sợ. Tại vì đúng nó rồi. Nếu như mà mấy bạn không biết nha thì mình bị một cái nỗi sợ chính là mình nhìn một ai đó mà đang cười á, mà nhìn thẳng nhân mình á mà cười á thì sẽ nhìn cũng hơi kinh dị xíu bạn ạ. Đây ví dụ như bạn nhìn mình mà mình cười, mình giờ mình sẽ nhìn thẳng vô mặt mấy bạn nào mình cười. Đó bạn thấy kinh dị chưa? Bạn thấy kinh dị chưa? Sao tôi thấy hài dữ vậy ta? Ơ sao tôi giống dốc cơ Ấn Độ á. Ôi hai tiếp đi. Mệt rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với con tiếp theo. Ồ, Enderman. Enderman có vẻ là đáng sợ nè. Ok, để coi. Ui, buổi tối mà tôi mà mở cửa sổ tôi thấy cảnh này chắc tôi chuyển nhà luôn á. Ê ghê quá, cái đầu nó dài, dài. Ông thấy cái cục điện không? Cục điện nó nhỏ như thế này nè. Mà cái đầu nó dài như thế này có nghĩa là nó phải mấy chục mét á, trăm mét á. Nó to lắm luôn á. Ok. Không, nói chung là con này nhìn cũng đáng sợ đó. Nói chung là cái này nhìn cũng ám ảnh đó nha. Ok. Ui, con ngựa xương. Ok, con ngựa xương sẽ thế nào đây? Nhìn cũng ghê, nhìn cũng ghê. Cũng bắt đầu thấy sao level này càng ngày càng sợ. Cái này là level 2 á cho nên là nhìn nó cũng bắt đầu sợ bạn ạ. Ok. Cái này ghê đó. Hơi rẻ thôi nha. Tiếp. Sợ đó nha. Tiếp theo đây. Ok, con này nhìn cũng sợ đó. Thôi chúng ta sẽ đến với tiếp theo sẽ là con bò. Con bò. Từ từ. Giờ lúc mấy thứ không đáng sợ này nó sẽ cực kỳ đáng sợ, nó ngược lại phòng tôi chơi. Đang là level 2 mà. Ok. Để xem coi con bò nè. Con bò bình thường là dễ thương lắm nè, còn trong ngoài thì thật. Ủa sao level 2 tôi thấy nó cũng không đáng sợ thế nào hết á. Hay là con bò nó thôi, người ta hay nói là ngu như bò mà mấy con bò nó không đáng sợ đâu. Từ buổi tối mà ông bị mấy con bò này ngắm thì sao? Không, tôi nhìn nó cũng không đáng sợ lắm. Nhìn buồn cười quá à. Tiếp. Ui, lại là cái con heo dưới địa ngục. Hồi nãy con heo dưới địa ngục cái level 1 là nhìn nó không đáng sợ, còn level 2 sao? Cái gì vậy trời? Nó chụp ảnh thẻ. Nó chụp ảnh thẻ hả? Sao nó cứ nhìn chằm chằm vô? Cái bức ảnh này làm tôi nhớ đến một bức ảnh khuôn mặt của Kairon. Đây mình sẽ gửi cho bạn xem. Đây chính là khuôn mặt của Kairon mà đây chính là khuôn mặt của con heo này. Các bạn thấy có giống nhau không? Ôi mày nói con này tìm điểm khác nhau. Tìm điểm khác nhau trên bức ảnh. Ok rồi. Tiếp. Bây giờ chúng ta đến với con thỏ. Ôi, con thỏ hồi nãy là nhìn là chúa hời nè. Còn con thỏ này bây giờ level 2 nhìn nó sẽ như thế nào đây? Hả? Ui,
nhìn mặt hai đứa nhỏ nhìn thấy nó sợ rồi đó. Đây là mặt ông của tôi đó. Tôi mà được bế bởi con thỏ này tôi khóc 3 ngày 3 đêm không nín luôn á. Theo như tôi nghĩ nha, là hai cái bạn nhỏ này nè là bị một cái nỗi sợ, là sợ những cái người mà người ta hóa trang á. Giống như mình á, nếu như các bạn nào có một cái nỗi sợ giống mình thì bạn hãy comment xuống bên dưới này, đó chính là nỗi sợ sợ mấy con lưng ở trong múa lưng á bạn. Tôi cũng vậy luôn đó, tôi sợ nó là yêu quái, tôi kiểu tôi sợ chết luôn. Ngày xưa nha, tôi gặp ông đĩa thì tôi không sợ nha, nhưng mà tôi gặp mà mấy cái con lưng á bạn là mình sợ nó, mình biết là có người ở trong đó nhưng mà mình cứ sợ, mình nhìn nó giống như là cái con lân thiệt vậy, mình sợ nó cắn hả? Tôi tưởng là yêu quái thật. Rồi, tôi nói chung là mình rất là sợ mấy con lân, nhưng mà giờ mình lớn thì mình hết sợ rồi. Ok. Oh my god. Rồi tiếp nè. Bọn mình mới vừa kiếm ra được một cái đoạn video real life của cái con gát ngoài đời thật bạn ạ. Nè nè, thấy không? Cái con này mới đúng là con gát nè, nó bay được nè và nó có hình vuông nè. Ok, để coi ngoài đời thật như thế nào. Ôi tính ra nhìn đáng sợ nha. Nhưng mình đang ở ngoài đường mấy bạn ơi, gặp con gát này là ui y hệt ở trong game luôn. Trời. Wow, là cái con này nó có thể bắn ra được một cái quả cầu lửa. Ui, đỉnh nha. Ui, mặc dù tôi biết cái này chỉ là một video ghép thôi, nhưng mà thật sự là video này hơi bị đỉnh luôn các bạn ơi. Sợ sao, tôi cứ tưởng tượng tôi đang đứng nhỏ đó và bị bắn luôn á Phong. Ghê luôn á. Ok, thì vừa rồi mình và Sammy vừa mới reaction xong Minecraft kinh dị, nhưng mà tôi thấy nó cũng kinh dị lắm. Tôi thấy lần sau kinh dị hơn. Nhưng mà tôi thấy mắc cười. Nhưng mà cười nhiều á, tại sao ta? Tôi không biết nữa, chắc là tại vì là nhìn nó không kinh dị các bạn ạ. Ok, thì và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình reaction thêm những cái gì trong Minecraft nữa, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video cái này cũng đã rất là dài rồi, và nếu như bạn thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và nếu như bạn thấy sợ, mình nghĩ chắc các bạn không thấy sợ đâu. Nếu như bạn không thấy sợ, các bạn thấy vui, các bạn thấy mắc cười á, thì bạn hãy nhấn nút like nha. Bởi vì tôi cá chắc là bạn cười nhiều hơn là sợ. Ok. Chứ tôi cũng không thấy sợ lúc nào các bạn ạ. Ok, được rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Bye. Hello team, hello team.